Bây giờ nhà ăn tiết canh buổi sáng nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá, mời ăn tiết canh buổi sáng nhá. Anh Khánh chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Quay tiết canh nhá. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, ăn tiết canh chào buổi sáng ấy. Bắt đầu ăn nhá. Đây, tiết canh mà. Thánh tiết canh. Khách mời đặc biệt. Mời cả nhà nhá. Bây giờ ông anh đang băm nhân để làm tiết canh nhá. Đây là cuống họng lợn này mọi người. Cuống họng lợn nhọn các thứ để băm làm nhân nhá. Sáng sớm nay lại ăn tiết canh mọi người ạ. Huyền thoại nhé. Bóc ít hành khô nha mọi người nha. Tí nữa cho vào tiết canh. Bóc ít hành này để tí nữa mình rang thơm. Rang với món nhân tiết canh để mình đánh tiết canh nha mọi người nha. Hành khô hành này tí nữa dập nát đi xong rồi cho vào. Băm nhỏ cũng được. Ông Vũ xem mấy giờ? Bây giờ á? Ừ. Bây giờ mới được chắc 7 giờ hơn rồi. Cày chứ, hành phù cày mát lắm. Ông chuẩn bị nước đi. Ông chuẩn bị nước chưa? Đây rồi. Cho... nhạt luôn anh ạ. Hả? Mang về xào dư không? Cái này vẫn còn hai cái chưa ấy ạ. Đang tới không rồi. Món lòng lợn nha mọi người. Đây là dồi lợn này. Dồi lợn, lòng lợn này. Đó. Rất to luôn. Một chậu lòng lợn nha.
Bây giờ chuẩn bị pha thịt canh đây nha mọi người nha. Đây đánh 5 bát thịt canh thôi. Pha đây có nước nóng này. Pha lẫn pha nước nóng với tiết nha. Tỷ lệ là 1 tiết 2 nước nha. Nhậu đâu không? Đâu ngay. Cái lượng này dễ đông. Quá dễ đông luôn. Tiết canh ngán nó còn ở lâu như tiết canh này nha. Khó nhất tiết canh này. Ừ. Có lúc đấy nó không đông á. Tỷ lệ 1 tiết 2 nước. Đó. Ông anh pha rất đều tay luôn. Được có nói nha. Tí gọi Khánh nha cho. Ok, khách mời mà. Chị ơi, chị ơi, sao này đông cứng luôn đấy mọi người. Hả? Vừa này cho loãng hơn nó còn đông ấy. Đông hết. Thả chính đông hết cái loại tiết canh này. Không phải là nó không đông đâu. Nhưng mà nếu mà anh đánh nhiều tiết quá nó thành như kiểu thải à? Nó bóng 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 à? Nó không ngon. Đây một nồi nồi để mà chần lại lòng lợn nhá. Luộc lại để cho nó ngon chín hẳn lòng lợn này. Rồi, ông anh đang vớt lòng lợn nha. Rồi lợn này, lòng non. Trông rất hấp dẫn luôn mọi người. Rồi, bắt đầu là ông anh thái nha, thái và thớt nha. Cho hai gói một. Hết tao. Ăn rồi. Ăn rồi mà. Rượu đây trên này. Phủ chưa? Hai bát một tôm. Một tôm mà. Cho xong rồi. Nhà anh Hoàn hôm nào? Tết 28. 628 à? Đại tiệc tiết canh. Đại tiệc à? Đại tiệc lòng lợn tiết canh. Đây lòng lợn này. Máu canh.
Cái này món lắm này. Bây giờ ra ăn tiết canh buổi sáng nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mời ăn tiết canh buổi sáng nhá. Anh Khánh chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Tiết canh nhá. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng ăn tiết canh, chào buổi sáng. Bắt đầu ăn nhá. Đây, tiết canh mà. Thánh tiết canh. Khách mời đặc biệt. Mời cả nhà nhá. Khách mời đặc biệt bên VTV3 này. Canh đâu rồi? Đấy, rau sống ăn tí rau sống là cho nó ngon. Đấy, rau sống là cuốn với lại là lòng lợn. Lòng lợn. Xong rồi chấm nước mắm. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Thôi.